Lệ An ơi sao không đi về? Chờ xíu đang băng Free Fire. Game Free Fire hay không mà thấy An hơi bị mê. Game bao hay hôm nay là event rất lớn luôn nha. Ngay khi gamer đăng nhập sẽ cho free vô số quà. Xuống bao mát từng chất luôn nha. Rồi còn tặng đến hai trang phục. Xong cho thêm điệu vũ đẹp giống thiên nga. Nên hôm nay chơi hết ga. Ê nghe vui nè chỉ tôi nha. Rồi mình cùng chiến chung luôn nè. Ok thôi đệ tớ giờ chỉ cho hà. Xong hai ta chơi chung nào. Đi, mình về đi về chơi. Hả? An ơi chờ ngâm được không? Ba mình đi với nhau về nhà. Ủa hai người kia không về chung? Sao băng theo tụi này? Ý của ngân là kết bạn nhà. Sau này ta sẽ chơi cùng nhau. Sẽ chia được bao nhiêu điều hay. Hỏi con gái thôi. Sắm son ăn hàng hay shopping. Đâu cần kêu đám trai làm chi. Ý An thì sao? Hơi bị êm. Nghe thích mê luôn. À ước mơ của mình. Nhiều người ta có bạn song shopping cùng nhau cũng hơi được nha. Kim thì sao? Kim thấy ok nè. Chia tay đi. Xin em mà đừng bỏ anh còn thương mà. Tầm này còn yêu đương gì. Bị đánh thua nhục ghê. Em ơi sao em phú vậy. Vì giúp em mà anh bị bầm dập. Mình còn không thương mà. Đòi bỏ anh là sao à? Mỗi việc là cho tụi kia ăn hành thôi cũng không làm xong. Dám xưng đại ca để làm chi. Chấm dứt luôn cho rồi. Ấy anh hiểu rồi em đừng lo. Anh còn có mấy anh đàn anh gốc giang hồ nên hơi bị găng sẽ giúp em trả thù. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video Chị Đại Chuyển Trường phiên bản bao đi rẻ tiền không có kinh phí đầu tư. Phiên bản dựng lại của chị An với mục đích là video giải trí vui. Em cũng cảm ơn chị Thiên An rất là nhiều đã cho phép kênh em được sử dụng audio của chị để em hoàn thành cái video bao đi rẻ tiền này. Mình chỉ làm lại một đoạn rất là ngắn trong phiên bản Chị Đại Chuyển Trường của chị Thiên An thôi nhá. Nếu các bạn thấy clip của mình hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ video cũng như ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.